một gì đó ha, chia sẻ nhưng mà phải phải yêu cầu là phải hiện logo luôn em mới chấp nhận được, tại vì á hiện logo thì mấy khách bên em mới thấy được cho nó công bằng đó chị nha. Rồi đây em sẽ lên nè, em sẽ quay game nha, nhanh tay chưa giùm em mã áo khoác 49k kèm số điện thoại em, áo khoác 49k rồi em tặng ít người quá, có hai mấy người thôi, hôm nay có hai mấy người vô xem thôi, bây giờ em tặng cho hai chị hơn nhất hôm nay ha, em sẽ tặng hai cho hai chị hơn nhất hôm nay áo ngẫu nhiên nha, có dây kéo đầy quàng móc chị nha, cực kỳ đẹp luôn. Nhanh tay chia sẻ lên giùm em, nhanh tay chia sẻ đi giùm em là mã áo khoác 49k kèm số điện thoại là có đơn, comment phải kèm số điện thoại như mấy chị nha. Chị Phạm Nam nha là có chia sẻ cho em nè, Ngô Thị Kim Tiến nè, chị Nguyễn Chuyên có chia sẻ chưa? Chưa, chị Nguyễn Thị Chi chưa có chia sẻ. Chị Nguyễn Chuyên chưa chia sẻ, chị chia sẻ lên giùm em đi để em thấy với chị nha. Chia sẻ nhanh chóng lên em mới thấy thằng em với chị nha. Logo siêu hot giùm em nha, hàng này em đang sale lỗ cho mấy chị luôn nha, em sale cho mấy chị giá 49k, không phải là sự sale lỗ mà cái này là bán tri ân tặng cho những chị nào có tương tác với em, có chia sẻ giùm em và có comment em với chị nha. Em thấy chị đâu rồi, em có chia sẻ cho em rồi nè, em tặng cho hai chị Khánh An cái trên thương hiệu logo nha chị ơi. Rồi ok này, chị nào nhanh tay chia sẻ lên giùm em, xong chưa, chia sẻ giùm em là mã gì đây, mã áo khoác 49k kèm số điện thoại có hiện logo là sẽ có đơn nha, có hiện logo là có đơn, có được một phiếu may mắn với chị nha. Rồi bây giờ em sẽ quay game, chúng chị nào em tặng chị đó ha, trả gì Khánh An ở dưới là chưa comment đúng không? Rồi ok, bây giờ em sẽ tặng nè, em sẽ quay game em tặng cho nó công bằng với chị nha, em tặng cho hai chị hôm nay luôn, giá là 49k ha, được không? 49k nhớ kèm sản phẩm giùm em nha, chị nào có kèm sản phẩm thì em mới đi đơn, còn chị nào không kèm sản phẩm thì em không đi đơn được đâu. À, cô Su Kim, cô Su Kim bốn mã 49 ha, 49 kèm cô Su Kim có số điện thoại rồi, nhưng mà cô Su Kim là cái mã tặng là phải kèm số điện thoại giùm con luôn cho cô Su Kim ơi, kèm số điện thoại giùm con luôn. Rồi đây, con sẽ quay game với tụi mấy con nha. Những cô nào có hiện logo người chia sẻ là nó sẽ nhảy vô đây nha, nó sẽ nhảy vô đây hết. Nếu mấy chị nào chưa chia sẻ thì nhanh tay chia sẻ đi, bạn nó sẽ hiện trong đây. Hiện trong đây, mỗi comment của mấy chị là nó được một hàng. Mấy chị comment 5 lần, nó sẽ nhảy trong đây 5 lần. Đó, nên khả năng trúng rất là cao. Mấy chị càng comment nhiều, càng chấm chấm nhiều, nó sẽ khả năng trúng nó sẽ càng cao mấy chị nha. Mãi số 3 sau lưng đầm đó là 200k một đầm nha chị, 200k một đầm, chất đó là chất vải von sinh phong nha. Chị Phạm Nga lên số ký chiều cao đi, chất vải von sinh phong rất là đẹp luôn mấy chị nha. Rồi ok, bây giờ sẽ quay game mấy chị nha, nhanh tay comment lên giùm em, càng comment nhiều thì cái khả năng trúng nó càng cao mấy chị nha. Rồi ok nè, rồi bây giờ em sẽ quay mấy chị nha, kèm số điện thoại em nha, ghi em là áo khoác, áo khoác ghi đúng mã nha, áo khoác 49k kèm số điện thoại em là có đơn, áo khoác 49k kèm số điện thoại là có đơn. Rồi tặng cho chị đầu tiên, chị nào tên gì, Linh Đồng, em cho có chia sẻ không chị Linh Đồng, có không? Nãy giờ chia sẻ mấy nhóm mà sao không để lại anh coi mà hót cho chị vậy? Tôi đây, tao hót cho hót vô tao chia sẻ mà mày chia sẻ được cái mấy nhóm đâu, cũng không để nó coi nữa. Có người giờ tới trúng một cái kiếm nữa, cái chán cũng bán nữa. Chia sẻ rồi. Rồi ok, em tặng cho chị Linh Đồng có chia sẻ nè. Rồi ok, cho chị Linh Đồng một áo nè. Chị Linh Đồng nhớ kèm sản phẩm lên giùm em, chị Linh Đồng nha. Nhớ kèm sản phẩm lên giùm em để em đi đơn cho mấy chị nè. Rồi đây. Bốn không. Giữa like nữa chứ bây giờ mày đầu like có ai vô đâu, đầu like mấy chị chia sẻ ít quá à, sao tặng đây, giữa like hoặc cuối like tí nữa tặng tiếp cho mấy chị nha, mấy chị nha, tí nữa tặng tiếp hai cái mấy chị nữa nha, mấy chị chia sẻ em đi, tí nữa em sẽ lên cho mấy chị. Rồi đây,
em sẽ quay lần hai với chị nha. Rồi ok nè, em sẽ quay với chị nha. Em áp dụng trong một like thôi, trong like mấy chị không lựa thêm sản phẩm là em xả đơn với chị nha. Trong like mà mấy chị không kèm thêm sản phẩm là em xả đơn với chị nha. Rồi chốt của chị nào, nhanh tay, nhanh tay, nhanh tay mấy chị ơi. Cho cô, cho con nào đây. Rồi cho cô, cô Su Kim. Rồi ok, chốt của cô Su Kim có hiện logo người chia sẻ nè. Ok, cô Su Kim có hiện logo người chia sẻ. Cô nào có chia sẻ là phải phải tí nữa phải chốt đơn đi thêm sản phẩm giùm em nha mấy chị nha. Trong một lan chị không kèm thêm sản phẩm là em sẽ xả đơn nha mấy chị nha, xả đơn tặng nha. Rồi ok, tặng cho hai chị Su Kim với lại là cô gì, cô Linh Đòn nha. Và tí nữa em còn hai cái nữa, em tặng giữa like hoặc là cuối like cho mấy chị nữa nha. Vào like chấm chấm chia sẻ trước giùm em đi, tí nữa em tặng sau. Mấy chị nào chưa có thì mấy chị đợi đi, tí nữa nhiều người vô nữa em sẽ tặng cho mấy chị nữa. Chia sẻ nhiều nữa thì em sẽ tặng mấy chị nữa ha. Em còn chừa hai cái này ở đây, tí nữa tặng tiếp tục với chị luôn nha, tặng tiếp tục với chị luôn. Rồi ok nè, bây giờ mấy chị muốn lên tặng áo lẻ hay là bất cứ gì thì báo em, để chị làm mẫu mẫu này luôn này đi, để chị làm mẫu cái mẫu đó để em lên cho. Đây đầm ngắn đúng không? Rồi cô Su Kim với cô Linh Tờ là có rồi nha. Nếu kèm sản phẩm thêm thì em nữa em đi đơn với chị nha. Kèm sản phẩm thêm thì em đi đơn với chị nha. Rồi đây cô nào nãy mới hỏi nè. Rồi đây mẫu này em may mắn chế với chị là đây, cực kỳ đẹp luôn, lắm xuân cho đẹp. Không đáng mà đầm
mà không đá hả? Là đầm cao cấp. Nếu mà đầm không đá là đầm cao cấp. Chị muốn lên xe bao nhiêu ký, lên số ký giùm em đi. Áo dài đỏ 55 kg bằng vừa không? Dạ không chị ơi, áo dài đỏ này 55 kg bằng vừa. Màu đỏ này 55 kg bằng vừa giùm em nè. Nhưng mà cái này là qua gói nha. Qua gói nè, qua gói 55 kg bằng vừa mà, nhưng mà qua gói. Cái này là đầm ngắn qua gói nha. Mẫu này là chất giả so len. Giá của nó là 180 chị nha. Còn cái mẫu em đang mặc là giá 199 chất von. Chất von còn lại là chất so len giùm em với chị nha. Màu đỏ là chất son leo 185 kg. Rồi bây giờ em sẽ lên áo khoác với chị nha. Lên áo khoác dài chị Châu. Lên áo bự đi chị Quỳnh Châu ơi. Chị Quỳnh Châu. Lên đồ bộ tơ hoa chị Linh Đòn, chị bao nhiêu ký chị ơi? Lên số ký cho em thấy đi chị ơi. Lên số ký mà chiều cao để em lấy size thì em lên qua danh cho chị lựa. Lên cổ treo ha. Em lên này xong em lên cổ treo ơi chị. Áo khoác tặng này đã em hết chưa, mã tặng rồi. Chị nào bây giờ mua em còn được không? Mãi còn không? Anh Sài Gòn mấy con đó hả? Chị ơi, giờ bán thì đi còn hồi tháng khác ha. Nè, nếu mà chị nào lấy áo khoác thì em bán cho chị nhiêu? Giá chi của chị 80.000 luôn đi. 80.000. Đó, bây giờ em bán cái này thì tí nữa em tặng riêng nữa ha. Lấy cô áo dây đá đỏ 200 cô su kim. Cô su kim nè. Mày coi coi mã 6 qua mã 7 là còn màu đỏ. Rồi đây, áo khoác mấy chị ơi, áo khoác này là màu hồng. Màu hồng của chị nha. Hồng này là cái bằng hồng gì? Hồng phấn đi, kia là hồng hả? Hồng phấn. Áo khoác hồng phấn này em bán chị 80.000 thôi, chất dày dặn luôn. Có tay luôn nè. Có tay xỏ luôn nè. Rồi ok, cô su kim mã số 6, áo dây 200.000. Mặc rồi chỉ có là mê thôi á cô Su Kim ơi. Mặc cái áo dây này có là mê thôi. 200.000 cho cô Su Kim. Bấm máy trên. Rồi đây rồi chị đã ưng rồi chốt cho em liền con này. Con này ghi giùm em là đã áo khoác 80k. Logo heel luôn. Logo heel của chị nha. 80k chi ân mấy chị bán 80k một áo luôn. Rồi em còn hai cái này cho lấy đi. Tí nữa em tặng cái khác. Rồi ok, với lại là cái con này là mẫu shop mà chị nha, cực kỳ đẹp luôn, 80k. Màu này là màu tím nho. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Tím nho logo hiệu luôn. Dạ rồi ok, con Su Kim nè. Rồi cái này là áo khoác tím nho 80.000 rồi ok, rồi chị đâu có nhanh tay chốt. Không có màu vàng. À màu vàng là có một này được không? Mà chị bao nhiêu ký là quá rồi. Cái gì? À mẫu cái áo đó con lưu đơn cho cô hay là tí nữa con tí nữa con đi đơn cho cô hay là đợi cô lựa thêm mà đi đơn cho cô Su Kim ơi, để con biết con lưu con khỏi điện. Ở đây cô là 60 kg để em coi có áo con này nè. Mẫu này thì nó hơi cao. Áo thì em có nè chị Ngọc Mai bỏ ơi, còn quần thì em còn quần trắng không được không chị? Chứ quần đen em hết rồi. Rồi, ghi em con này mã vàng. Mã vàng nha. Vàng.
Em có còn một gì nữa không? Rồi đây em, vậy là 65 kg về, 65 kg về em còn đúng hai màu là màu vàng và màu đỏ không quý chị nha. 145k vàng và đỏ, 145 vàng đỏ đen chị nha. Cái màu gì? Màu đen đó đúng không? Rồi vàng đỏ đen, vàng đỏ đen là có hai ít là 65 kg về. Rồi chị nào lấy thì chốt cho em liền 55 đến 65 kg mặc dù giùm em. Đen, vàng và đỏ đô, đen vàng và vào đỏ đô, 145k. Rồi nhanh tay chia sẻ chốt liền em với chị nha, chia sẻ đi tí nữa tặng quà nữa với chị nha, em kiếm đồ tặng quà với chị nha. Áo khoác 80 kg em, à 80 kg là hiện tại em hết rồi, em chỉ còn áo khoác 80 kg hiện tại thì em chỉ có đồ áo bông được không, áo khoác bông được không chị, áo khoác bông lửng được không chị ơi. Còn áo khoác 60 kg con này em có nè, áo khoác 60 kg con này em có nè chị. Đó, chị lựa giùm em nha. Hư mặt cô. Rồi ok. À, cô anh Huỳnh có lấy thì chốt liền con. Mẫu 60-65 kg là con có màu vàng, màu đỏ và màu đen nha. Ơn màu nào cô chốt được con màu đó, cô ơn màu nào cô chốt con màu đó. Mẫu này là con có size nhỏ luôn, cô nào muốn lên size nhỏ mấy cô báo, tại vì cái này là con có nhiều size nhưng mỗi size con còn ít thôi, con có số lượng ít thôi mấy cô nha. Đầm cổ vuông 55 kg vừa không, đầm cổ vuông 55 kg vừa không, không vừa rồi. Bây giờ con còn size lớn nè, size nhỏ đấy con tìm, con tìm con đưa lên cho. Rồi ok nè, tay đấy con đọc comment nha. Đó, áo khoác bây giờ lên áo khoác bông đi. Áo khoác bông nè, mẹ lên cái cho cái chị gì 55 kg á. Rồi áo khoác bông 55 kg nè. Khoan, hồi nãy chị kia là lên kêu làm cho cách không đáng trước là được không, để lên mấy cái này lên chị chịu không? Chỉ có mấy làm vũ này đơn giản thôi mấy chị ơi. Đây này, chỉ có mấy làm vũ là đơn giản được không mấy chị ơi, chứ bây giờ ở đâu màu đỏ thế này mà không đơn giản này vậy nè. Đỏ đô đó, tự nhiên trong cái cây nãy đi, đỏ đô đó đây nè. Em chỉ còn đầm nhũ không mấy chị ơi, cũng phải có thêm đá mới được không mấy chị ơi. Đây nè, cực kỳ đẹp luôn. Mẫu này em đang bán cho mấy chị giá 180 mà nhiêu không cô này, 170 thôi em xem mấy chị, hôm nay 170 luôn được không. Đó, cực kỳ sang, cực kỳ đẹp luôn. Bơm nhũ rất là đẹp mấy chị nha. Đầm suông giùm em, đầm suông body, đầm suông body nhũ, nhũ 1, nhũ này là mã 1. Bây giờ em sẽ đọc mã, chị nào ưng mã nào kêu em mặc cho chị xem mã đó được không nha. Rồi con này mã số 1, con này là mã số 1 giùm em nha. Mã số 1 80 vậy mà em không nghe, con nghe là 80 kg không à. Rồi đây, rồi chị đã ưng thì chốt cho em liền. Con này mã số 2, mã số 2 giùm em. Cái hoa văn này rất là sang luôn của chị nha, 170.000 thôi, em bán cho chị giá 170 thôi. Mã số 2. Rồi con xanh này là mã số 3, mã số 3 cho em gì nha. Mã số 3, mã số 3. Rồi con đỏ mã số 4 cho em gì nha. Mã số 4, muốn hay mặc cho chị mã nào mà chị cứ kêu em mặc cho chị xem mã đó nha, tại vì em nhiều quá nên mặc từng cái không sể chị nha. Mã số 5, mã số 5 đó, tại vì nhiều quá nên mặc không có sể được hết, nên bây giờ em đưa qua văn lên cho mấy chị xem trước. Chị nào ưng cái qua văn nào mã nào mấy chị cứ kêu em mặc cho mấy chị xem. Còn con này mã 6, mã số 6. Rồi con này mã số 7, mã số 7 rất là đẹp nha mấy chị nha. Mã số 7, mã số 8, mã số 8, mã số 9. Đó, mã số 9 giùm em nha. Rồi con này mã số 10, mã số 10 nha mấy chị nha. Mã số 10 hết, em mặc cho mấy chị xem màu nào mấy chị cứ báo. Rồi con này mã số 11, mã 11. Rồi cuối cùng là mã 12. Rồi chị nào ưng mã nào chốt mã đó nhanh tay giùm em chị nha. Mã 12,
giống con đang mặc hả? Cái áo đó. Một bộ giống như đang mặc nhưng mà quần thì con hết rồi. À cô bao nhiêu ký vậy? 65 ký. Cô 65 ký hả? Đùi trắng này chị ơi. Đây là cô Ngọc Mai ơi. Ngọc Mai vợ ơi, bây giờ con còn quần trắng thôi nha. Hình như là cô đi biển đúng không? Mặc quần trắng thì nó sẽ đẹp hơn đó cô. Đây là con sẽ đưa áo cho cô trước rồi con đưa quần cho cô sau ha. Nhanh lên, lấy quần con luôn. Rồi đây, cực kỳ là đẹp luôn nè mấy chị ơi. Đây, áo này thì giá của nó là 200.000. Hàng này là hàng cao cấp giùm con nha. Mẫu áo của con đang cầm lên tay là hàng cao cấp. Con cũng có hàng thường giá là 130. Còn hàng cao cấp này là giá 200 nha. Mấy cô lấy hàng cao cấp thì mặc nó rất là bền luôn mấy cô ơi. Cực kỳ đẹp, bên con là hàng cao cấp, bên con là bận bận con giặt mà mới giặt không luôn đó mấy cô. Cái đá nó rất là chắc luôn, rất là xịn luôn mấy cô nha. Đây cực kỳ đẹp luôn. Và mẫu này chị là ưng thì tốt liền bên mã số 6. Mã số 6 em có được 3 màu. Màu vàng, mã 6 màu vàng, mã 6 màu đỏ, mã 6 màu xanh giá 200.000 mã số 6 nè. Rồi mã số 7 thì con có 2 màu. Áo mã số 7, áo dây mã số 7 là con có 2 màu. Màu vàng với lại màu xanh con đang mặc. Đó, 2 màu với cô nha. Rồi cô nào ưng mã 6 chúc mã 6, còn cô nào ưng mã 7 chúc mã 7 giùm con. 2 màu cho cô lựa chọn luôn. Giá chỉ có 200.000 thôi. 200.000 một áo với chị của cô nha. Còn quần đùi hiện tại là 65 ký. Con còn quần đùi màu trắng nè. Quần này con em chi ơn mấy cô giá 130 luôn đi. Quần giá của nó là 130k luôn. Cực kỳ đẹp của cô nha. Quần giá 130. Cô nào ưng thì nhanh tay chốt thì con. Con có quần đùi và quần lõn nha. Cô nào thích quần đùi thì chốt quần đùi. Còn cô nào thích quần lõn thì chốt quần lõn cho con. Hàng theo y hệt cái mẫu con đang mặc luôn. Nhưng mà có khác cái là quần màu trắng và màu đen thôi nha. Cái này là con chưa cắt phi. Phi là hai phi luôn giùm con mấy cô nha. Hàng xịn luôn, cực kỳ đẹp luôn mấy cô nha. Cực kỳ sang, cực kỳ đẹp luôn. Để áo trong quần hay là mở ra đều được mấy cô nha. Cực kỳ sang luôn. Rồi cô nào ưng thì nhanh tay chốt đi giùm con. Sang lắm mấy cô ơi. Đây nè, hàng hiu luôn. Hiu nó tuyệt với cái màu trắng rất là sang. Đính đá giống như cái quần ở trong luôn. Mà rất là sang, sang hơn quần ở trong nhiều luôn mấy cô nha. Màu trắng là mặc lên rất là sang luôn mấy cô nha. Rồi con này, chị nào lấy quần trắng đi giùm em là nào? Quần trắng kèm số ký và số điện thoại là có đơn. Quần trắng 130, kèm số ký và số điện thoại là có đơn. Còn áo là có 367, kèm nào giùm em luôn. Cứ giùm em là áo dây. Áo dây 6, kèm màu đá nha. Áo dây 7, kèm màu đá luôn. Rồi đây quần lửng. Rồi chị làm quần lửng, tốt quần lửng nha. Mà đọc comment nha mẹ. Xin áo giá áo dài. Cái này là không phải áo dài chị nha. Cái này là giả hộ dài, tầm giả hộ dài. Nhưng mà nó có tà, nó cũng giống như là giả giải áo dài, nó rất là sang luôn. Mẫu này em đang bán giá là 220. Dài 220, còn ngắn thì 199 nha chị nha. 199.000. Còn dài nè, dài nè. Dài em còn nhiều màu đó mấy chị chứ. Cái này là chỉ trưng ra một dài mẫu, dài màu mấy chị xem thôi. Chứ ở trong là em còn rất là nhiều màu luôn. Cái này là chất pho len nè. Còn cái chất này là chất pho chim phong thì em luôn. Thì đây còn ở chất pho chim phong. Còn màu xanh này là da là chất pho len nha. Mấy chị muốn lên chất gì em cũng có hết mấy chị nha. Coi đây nguồn lỡ thì coi nè, cái nguồn của nó nè mấy chị ơi. Đẹp dữ dằn lắm mấy chị ơi. Nhưng mà cái quần này bây giờ em chỉ còn size nhỏ thôi nè, mặc vô không có vừa nha. Quần này em chỉ còn size 32 đổ về thôi, là tầm bao nhiêu ký hả? 63 ký đổ về đúng không? 63 ký đổ về nha. Quần đùi của quần lỡ em chỉ còn size 63 ký đổ về thôi. Mà rất là đẹp luôn. Không lấy là hối hận luôn. Em bán chỉ giá 140 thôi. Không ở đâu mua được cái quần nào mà giá 130, 140 đâu. Nó thiệt sự luôn á. Ít nhất cũng phải là 180, 190, 170. Đó, không có ai lấy cái quần kia đâu mấy chị ơi. Tại vì bên em lấy số lượng nhiều để mặc, để bán chung với áo lẻ á, nên em mới bán chơi vậy thôi, chứ em cũng có bán gì đâu. Lấy được có bao nhiêu cái đâu. Em bán được còn được mấy cái thôi, nên em bán giá này được cho mấy chị. Cho nó nhanh hết, lấy cho nó nhanh hết hàng, lấy mẫu mới về. Đó, rồi chị nào lấy thì chốt em quần đùi. Quần lỡ là 140, còn quần đùi là 130 vậy mấy chị nha. Rồi, chị ăn quần lỡ chị lấy mấy cái áo vậy? Đây nè chị ơi, đây áo 80k nè, nãy giờ chưa lâu rồi, để em mặc cho chị xem cho nhanh luôn. Con này là tầm 55-65 kg mặc vừa giùm em nha. Có độ cũng có độ có giãn giùm em luôn mấy chị nha. Có
thấy em đọc comment thì mấy chị cứ nhắn tin tiếp giùm em đi, để khi nào em thấy thì thôi nha mấy chị nha. Nhiều khi ở comment em không thấy được comment của mấy chị. Rất là đẹp không? Rồi ghi giùm em là mã áo khoác tím, áo khoác tím nho, áo khoác nho đi, áo khoác nho 80.000 còn đúng 2 cái tặng cho mấy chị luôn. Em bán chị ơn bán bao nhiêu mấy chị 80.000 luôn. Áo khoác tím nho, áo khoác tím nho 80 nè. Rồi, áo khoác này là hồng phấn, em còn có 2 cái chị nào không lấy là hết luôn mấy chị ơi. Không còn cái nào hết trơn mấy chị ơi. Rồi đây, con này. Con này ghi em là áo khoác hồng phấn mấy chị nha. Áo khoác mà hồng phấn rất là đẹp luôn mấy chị nha. Rồi chị là ưng áo khoác hồng phấn, chú áo khoác hồng phấn. Mấy chị không cảm đợi em nha, tại vì em có một mình em thôi. Một mình em like thôi nên á nhiều khi á em không có lên kịp. Đó. Cực kỳ đẹp luôn áo khoác chị em nha. Áo khoác mà hồng phấn giá 80.000 rồi, lấy thì chốt. Chốt chị em với chị ăn luôn ơi. Đó. Chị còn ở trên treo 55 kg chị bận không vừa rộng lắm. Mẹ còn cái đầm cao gấp body nọ. Có thấy hết luôn. Có thấy mẫu ở trên bàn nó xem lắm. Chị lại mua nó có đá rồi. Cái số 2 55 kg cho chị gì đó. Chị quần trong chứ coi áo khoác nè. Đây nè, đầm cam là chất von kinh phong giùm em có 5 màu, giá của nó là 199.000. Em đang bán giá sale bán chân mấy chị. Bây giờ đầm này là mấy chị ra shop mua ít nhất cũng phải hơn 300.000. Bây giờ bên em bán giá sỉ, bây giờ chỉ còn được 5 màu thôi. Màu đỏ đô, màu đỏ cam, màu xanh rêu, màu tím và màu da. Có 5 màu, ủa 6 màu nha, màu đỏ đô, màu đỏ cam luôn, có 2 màu đỏ luôn. Đó, chị đâu lấy thì ghi em là mã đầm 199, kêu em mặc cho mấy chị xem màu gì mấy chị cứ báo. Hoặc là chốt màu gì mấy chị cứ báo với em là mã 199 nha. Áo khoác nho chị Nguyễn Thúy An lên số điện thoại cho em chơi. Đầm 199, em có đầm dài gia hội giống như số điện thoại lên số ký luôn chị. Có đầm dài gia hội luôn. Ba lên từ đầm từ chị Nguyễn Trâm cái giờ lâu rồi đó thưa ơi. Rồi nắm phát thì chị không biết đi. À, mẹ vậy thôi mình lấy đầm phan gì mẹ đâu gọi là gì người ta biết đó là biết chỉ mình biết chỗ đó rồi lên đô hoa 70 kg giờ để chúng kiếm lên chị em thiên lên từ từ chị Thanh Thanh lên xuống ký chiều cây mẹ chị Thanh Thanh ơi à, bao nhiêu một áo và áo này em đang mặc là giá 200 còn áo khoác là mới mặc là 80.000 đó quần trắng hay chị quần lan chúng rồi đúng không bán cái gì đọc chưa hết comment nè chị con canh chị xem con canh chị không lên số ký hả lên số ký em mới lên được chứ không lên xong ra tưởng em mấy chị ơi chị quần trắng cho phen áo khoác chào em phát bây giờ đó rồi chào phát nào rồi xe này đúng không xe này cây này với xe con bận này đi rồi lên cây mai cây đó số 2 vậy rồi áo khoác màu tím nho hả chị kia chị có lấy không ạ chị gì ngày nãy đó rồi ok nè chị chào hồi nãy chị là áo khoác màu nho 80k chị Nguyễn Thúy An ơi chị lên số điện thoại giùm em lên số ký chiều cao số điện thoại em mới chốt đơn chị nha lên số ký chiều cao số điện thoại em mới chốt đơn chị dạ ơi dài là 46 kg để em không có rồi chị Thanh Thanh ơi dạ hỏi 46 kg em hết rồi em chỉ còn giải sô len nhưng mà 46 kg chị về chị bóp lại chứ còn mà 46 kg mà đặt bon là chị không có bóp được đâu nhiều lắm trọng không nhiều lắm rồi đây áo khoác hàng mới về giùm em mấy chị nha áo khoác này cũng sale mấy chị giá 80k thôi bán chi ông cho mấy chị là giá 80k đây cho mấy chị xem cái dây kéo của nó hàng xịn giùm em luôn nha mấy chị đi ra nắng mấy chị kéo cao cổ lên là cái cổ sẽ đứng lên là sẽ không có nắng chiếu vào cổ mấy chị rồi mấy chị sẽ được chống nắng mấy chị nha với lại là bây giờ hiện tại là gần tết rồi giữa năm rồi hơn rồi mấy chị ơi giữa năm hơn rồi gần tết còn vài tháng nữa thôi nên mấy chị dưỡng bây giờ dưỡng da lại từ từ là được rồi mấy chị nha mua cái này về sức kem dưỡng da được đi ra nắng chống nắng được luôn em bay cái tay cố tình mới tay dài dài xíu để cho mấy chị chống nắng ngay phần quỷ tay mấy chị nè cái chỗ mà mua mình cái này bằng tay của mấy chị nè nha cực kỳ đẹp luôn và mẫu này chị nào về nhà thì mấy chị cứ kéo ngay giùm em mẫu này là em có hai túi hai bên luôn mấy chị nha hai túi hai bên mấy chị luôn rồi bây giờ em sẽ đọc mã ưng mã nào chốt mã đó giùm em là có đơn nha chị có đầm ngắn thôi chị đầm áo khoác chị có 48 kg có 46 kg chứ còn đầm dài em không
bánh xe nhỏ rồi. Rồi 75kg độ về ghi giùm em con này mã số. Đã đặt ba mấy rồi? 12 đúng không? 13. Con này ghi em là mã 13. Áo khoác mã 13 kèm số ký, kèm số điện thoại em có đơn nha. Em có đủ size từ 75kg độ về. Em có đủ size từ 75kg độ về nha. Áo khoác dài giá 80k. Áo khoác dài 80k ha. Chất giải bao xịn sò luôn. Có hai túi hai bên nha mấy chị ơi, mấy chị coi là nó gáp nè. Nó gáp phần ngực này rất là xịn luôn em. Dây kéo là dây kéo xịn giùm em không, chị thấy không? Dây kéo xịn luôn giùm em, cực kỳ sang, cực kỳ đẹp luôn. 80k một áo. Rồi đây em sẽ luôn luôn qua Giang em mặc mã. Chị nào ưng mã nào chúng qua đó em coi, em mặc là mã 13. Khoác ngực là 70k. Rồi, con này là mã 14. Em cũng muốn khoác lửng luôn. Khoác dài em đang mặc là giá 80.000, còn khoác lửng là giá bán 60.000 chị Giang. Rồi đây rồi chị nào ưng chốt em, con này là mã 14. Qua Giang này là mã 14 nè. 14, rồi con này mã 15. Mấy chị muốn mặc mã nào mấy chị cứ báo giùm em. Mã 15. Ai ưng 15 chốt mã 15 giùm em. 15. 15, mã 15. Rồi con này là mã 10. 16, quá xuất sắc luôn mấy chị ơi. Ưng mã nào cũng qua đó kèm số ký và số điện thoại giùm em là có đơn. 16. 16. Rồi con này mã 17. Mã 17 giùm em. Ưng mã nào cứ chốt qua đó giùm em. Mã 17 có hai túi luôn mấy chị nha. 17. Rồi con này mã 18. Mã 18 giùm em mấy chị nha. Qua Giang này là mã 18. Ai ưng 18 chốt 18 giùm em. Mã 18 qua Giang mã 18 nè. 18. Rồi 19 giùm em. Mã 19, ai ưng 19 mấy chị cứ chốt qua Giang thôi. Còn áo nó cơm là em bao chuẩn với chị luôn. Rồi con này mã 19 đúng không? 19. Mã 19 nè. Đó, rồi con này mã 20. Lên lộn xộn quá, chứ mấy chị không biết mua gì đúng không? Mã 20. Em còn thấy lộn xộn luôn. Chị này kêu cái này, chị kêu cái kia, mấy chị không biết đường mà tốt luôn. Rồi con này mã 21. Con này là mã 21. 21 chị em mấy chị nha. 21. Rồi con này mã 22. Con này là mã 22. 22. Rồi con này mã 23. 23 thì em kèm số ký, số điện thoại em mấy chị nha. Số ký chiều cao, số điện thoại em là có đơn. Rồi con này mã 24. Con này là mã 24 giùm em mấy chị nha. Mã 24 giùm em. Qua Giang đẹp lắm mấy chị ơi, mã 24. Rồi con cuối cùng là mã 25. Rồi chị nào ưng mã nào chút mã đó giùm em, kèm số ký, số điện thoại và là có đơn mấy chị nha. Rồi mã 25. 25 rất là sang, rất là đẹp luôn. Mã 25 rồi nhanh tay chốt cho em liền đi. Hai áo khoác 80, bạn 60kg, mặc vừa không chị? Dạ vừa em ơi. Chị ơi, nãy giờ em báo số ký rồi mà. Em báo là 55kg đến 65kg mặc vừa hết giùm em. Chị nằm trên giữa là chị mặc đẹp luôn á chị ơi. Chị nằm ngay 60kg là chị mặc đẹp luôn á chị ơi. 55 đến 65kg là mặc đẹp luôn á chị. Chị có 60kg là chị mặc ok luôn rồi chị Quỳnh Anh ơi. Lấy thì ok giùm em đi chị ơi. Lấy thì ok giùm em. Thôi tập lưng hết bây giờ chứ chị khó. Rồi đây là đầm ngắn, bây giờ em sale với chị luôn. Em còn lẻ nên em sale với chị luôn nè. Rồi đây, con này. Con này mấy chị muốn lên mẫu gì mấy chị báo giùm em đi. Bây giờ em lên một file một ấy thôi, chứ mấy chị kêu em quá trời. Em lên lộn xộn xà ngầu quá, mấy chị không biết được mấy chị chốt luôn á. Dạ, muốn lên mẫu gì mấy chị báo giùm em một lần đi. Chị làm kêu trước thì em lên trước, vậy đi cho nó dễ. Chứ bây giờ mấy chị kêu em nhảy qua, nhảy lại. Xong cuối cùng không ai chốt gì chân á. Lộn xộn quá trời. Mấy chị kêu lên lộn xộn quá trời, không biết đường mà chốt luôn. Kêu lộn xộn quá trời, cái không biết đường mà mấy chị chốt thiệt sự luôn á. Em nhảy qua lại, hồi mấy chị gói luôn. Mấy chị gói là mấy chị không biết đường, mấy chị chốt, em cũng không biết đường em bán luôn. Rồi đây là người chị là ưng thì chốt chị em nè. Con này sale bao nhiêu? Sale với chị giá 140 luôn. Form này 67kg độ về mặt vừa giùm em nha. 67kg độ về mặt vừa giùm em, cực kỳ đẹp luôn. Chất hai lớp chị nha. Chất hai lớp, nếu sao là em chưa kéo hết với chị nha. Cực kỳ đẹp mẫu em đang mặc luôn. 67kg độ về. Form này là 55-67kg, 55-67kg mặt vừa em, giá 140.
Lý giùm em là 140, kia là mã này là mã 140, mã 140 kèm số ký kèm số điện thoại là có đơn giùm em có đúng một con nhất thôi. Nhanh tay chốt đi giùm em, nhanh tay chốt cho em liền mấy chị ơi nha. 140 đầm 140 giá hai cái này làm hai lớp luôn mấy chị nha, lớp trong lớp ngoài luôn. Rồi 140 rồi, ok ok, chốt hai áo với chị Anh Huỳnh nè, chị Anh Huỳnh nè. Rồi ok, chúc chị Anh Huỳnh. Mã 20 sao 7 tiếng chị Đặng Liên luôn. Chị Anh Huỳnh hay không? Rồi đây, đầm này tiếp tục nè. Mấy chị có muốn lên áo cao cấp không nữa? Cao cấp cho cô cái gì, cái cô kêu 70 ký cho cô gì gì nãy đó. Bây giờ cô, mấy cô ơi, bây giờ lên lại giùm con đi. Mấy cô muốn lên cái gì mấy cô comment lại giùm con đi mấy cô, để con xem coi cô nào còn ở trong đây con lên cho. Chứ bây giờ bữa hôm nãy giờ mấy cô kêu, mấy kêu mấy cô kêu lên mà sợ bây giờ mấy cô đi ra rồi con lên không hay coi nha. Đang hiện tại mấy cô nào mà đang xem like bên con, mấy cô muốn lên một gì mấy cô comment lại giùm con đi để con lên mấy cô. Con đi chăm tạm. Rồi bây giờ em xem với chị mẫu này luôn, còn đúng một con nhất, xem với chị giá 160 thôi. 160 chất hai lớp giùm em mấy chị nha, chất hai lớp 160, con này tầm có 65 kg về mặt đùi giùm em, 65 kg về, 50 kg đến 65 kg mặt vừa, 50 kg còn được không? 55 kg đến 65 kg mặt vừa giùm em cái đầm này, 160.000 ghi mã đầm đỏ 160, đầm đỏ 160, còn với một con thôi, xem với chị là 160 thôi. Xe với chị giá 160, giờ hiện tại đầm là không có để bán cho mấy chị. Shop nào cũng vậy, không phải là riêng ở shop em, shop nào cũng vậy, đầm giờ rất là hiếm luôn. Em có lẻ 80 kg, em còn vài con này chưa, để em lên cho chị xem. Đầm body mà cao cấp, đầm body cao cấp nha. Em ra mẫu này đi, cho con cái xe lớn mà. Cái xe lớn đơn giản đúng không, mẫu đơn giản. Chị Huỳnh Lan nè, chị Huỳnh Lan 65 kg. Đây. Chị Huỳnh Lan không thích cầu kỳ đá, không đá đúng không? Lấy mẫu qua đây đi. Mẫu này người ta bán ở ngoài là 199.000. 199.000. Em bán cho chị giá bao nhiêu đây? Cho mấy chị giá. Để mặt của chị xem báo giá cho. Đẹp cực kỳ luôn mấy chị ơi, chất này là chất hai da giùm em, rất là sang, rất là đẹp luôn mấy chị nha. Em tới em nặng ký hơn chị ha, nên chị mặc nó suông suông rất là đẹp body ha, nó mặc body suông. Còn chị nào hết bằng ôm nữa thì mấy chị về mấy chị bóp vô nha, sang lắm. Cái này là ở ở trên người ta bán là giá 199 nè. Bây giờ chất là đẹp cực kỳ nha, cho kiểm tra trước khi nhận luôn. Nên chị nào ưng thì nhanh tay chốt đi giùm em, ghi em mã đầm 3D, giải đầm 3D ha mấy chị nha. Giải đầm 3D này là hàng sang hiện sự nha mấy chị nha, 199k. Em có được, bây giờ size của chị em còn lẻ size nên sale 150 thôi, em sale giá 150 thôi. Rồi nhanh tay chốt cho em luôn, sale giá mấy cho mấy chị là bỏ bàn luôn. Rồi ghi giùm em mã này, có này con em đang mặc là mã hả? Mã 26. Con tím đang mặc là mã 26, con hồng này là mã 27. Ở phía sau cũng mã 26 đây, 26 đây, trước nè, sau nè. Đó, rồi, mẫu 3D này là mã 27. 27 màu hồng cực kỳ sang luôn. 27 phía trước nè, 27 phía sau nha, 27 phía trước, 27 phía sau. Rồi chị ơi, chúng em mã 27. Em có đủ phô với chị nha, mấy chị không muốn lên cái phô, cái phô này bao nhiêu ký chị báo. Nhưng mà mỗi size em chỉ còn có vài cái thôi, không còn nhiều nha. Rồi con này hết rồi chị ơi, còn vậy thôi. Nếu mà tại vì chị hết đơn giản mà, chị hết đơn giản thì đâu có mẫu nhiều đâu chị. Rồi con anh số đỏ nè, rồi đỏ này ghi em là mã 28 chị nha, 28 phía sau là không qua danh. Mã 28 màu đỏ nè. Rồi 29 là màu hồng, màu hồng kiểu khác mấy chị nha, màu hồng qua danh khác. Rồi
rồi đây con này nè mã 29 màu hồng này mã 29 nha. 29 màu hồng này là không có bao văn phía sau. 29 cực kỳ đẹp luôn, chất trẻ 3D mấy chị nha. Rất là xịn luôn mấy chị nha, đầm này là rất là xịn đẹp luôn. Đó, đẹp thì lấy cốt thì nha. Áo lẻ em có size 80kg luôn nha, đừng có lấy size 80kg em ạ. Nè hoặc là hôm nay em còn con đầm này nè. Con đầm này sẽ lấy chưa? Con đầm này sẽ lớn hả? Con đầm đẹp quá nè. Nè hoặc là đầm này với chị, cái này là không có phụng phường gì nè, không có đá nè. Ông này chốt giùm em liền, con này là 65 triệu về. Con này 65 triệu về nha. Đơn của em 160 đúng không? À, chị anh là chị Long hả? Mày hai áo 160 với 39 là tổng cộng 190 nha chị Quỳnh ơi. 160 với lại 30 phí ship là 190 nha chị Quỳnh ơi. Dạ, trước khi giao thì shipper sẽ điện cho chị trước đó. Em sẽ ghi chú là shipper là 10 phút giao chị 10 điện cho chị 10 phút trước rồi giao chị hả chị ơi. Dạ, điện thoại trước rồi giao hàng. Và đây là chị Đạo Hương, chúng em 65kg độ về giùm em hôm này. Cực kỳ sang, cực kỳ đẹp luôn. Sang lắm mấy chị nha, mẫu này đơn giản rất là sang luôn. Mẫu này em mới sale với chị giá không nha. Giá nó chị là 160 luôn. Và nhanh tay tốt em chất 2 lớp giùm em luôn. Chất 2 lớp giải đẹp của chị nha. 160, giùm em là mã đầm 160. Sang quá. Đầm 160 giùm em với chị nha. Mẫu này đẹp nha chị ơi. Chị nào lấy mẫu này chúng em còn đúng 1 con. Sale 160 luôn. Sale với chị 160. Chị Linh Đoàn ơi, còn trong like không? Chị chấm chấm thêm lên áo của gieo cho chị lựa nè. Một áo gì? Đồ của gieo. Bộ của gieo á. Rồi đây nè. Chị nào mà còn xem không, mấy chị chấm thôi thì em để thấy mấy chị em vô cho mấy chị xem. Em lên mấy chị xem. Chứ nhiều khi á, mấy chị kêu xong mấy chị đi hót ra rồi mà mấy chị em lên á thì không ai xem. Bởi vì mấy chị nào mà muốn xem mẫu gì mấy chị chấm lên thì em đi để em xem. Mấy chị comment cái gì em lên cho mấy chị xem. Rồi con này 80-85kg độ về. 80-85kg độ về. Ghi dùm em mã hồng. Hồng này á, là em bán chị á, 210 lợi nhờ xe với chị 180-190 thôi. 190 em còn 2 áo. Con này hàng này em có xe nhỏ luôn. Chị nào muốn lên xe nhỏ chị đảo em. Ghi em là xe nhỏ là 180. Còn xe này là xe 85kg độ về. Là em sale bán với chị là giá 190 nha. 190 hồng và 190 đỏ. Đỏ thì ghen kén đi mặc màu đỏ nhưng mấy chị xem 80kg mặt đẹp thì em luôn mấy chị nha. Rồi chị ơi, chúc em hồng. Hồng 190. Hồng 190 nè. Rồi đây đỏ cũng một là 190 luôn chị em. Còn đúng 2 cái size lớn. 2 cái này là chụp để so lên chị em mấy chị nha. Cực kỳ sang, cực kỳ đẹp luôn. Rồi đỏ 85kg về. Đỏ 85kg về, ghen đẹp lắm. Ghen đẹp lắm mấy chị nha. Đây, ghen đây. Ghen này mặc đó rồi xong nó ôm màu đỏ nè. Nhìn cái tay rất là nhỏ luôn mấy chị nha. Rồi chị ơi người trên nhanh tay chốt em đỏ. Ai ưng đỏ chốt đỏ nè em. Đỏ 190. Hồng 190. Đỏ 190, hồng 190. Còn 80kg nữa thì chị lấy mẫu này đi. Đó, mẫu này thì em đang sale giá 140. Hàng này là em còn được có 2 màu thôi nên sale luôn. Giá của nó là sale với chị 140 thôi. 140 ghi là mã cao cấp. Cao cấp đỏ và cao cấp đen em có 2 màu. Đây hàng này đây. Rất cao cấp của mấy chị nha. Rất là sang luôn. Đá nè, có nhung nè. Rất là sang. Phong này 65kg đến 80kg mặt vừa. Em có 2 màu. Màu cao cấp đỏ và cao cấp đen. Cao cấp đỏ và cao cấp đen. Chị là ưng cao cấp đỏ tốt cao cấp đỏ hơn. Chị là ưng cao cấp đen tốt cao cấp đen giùm em. 140 thôi mấy chị nha. 80kg độ về. 65 đến 80kg. 65-80kg nha. Còn mấy chị nào đang xem chấm lên giùm em đi.
ơi, có chị nào muốn lên bồ cổ treo có chị báo em nha. Bồ cổ treo này thì em có size từ 75kg về luôn. Bồ cổ treo em có size từ 75kg về. Em có chích men sẵn luôn, tại vì hàng này là hàng mai nhà em luôn á chị nha. Mẫu này là hàng mai nhà ở shop em luôn. Hàng rất là đẹp đó chị nha. Tay cực kỳ sang luôn. Đó, cổ treo. Cái gì em là mã cổ treo. Em có size từ 45kg đến 75kg. Mấy chị muốn là size bao nhiêu ký, báo số ký em để em lên qua danh cho mấy chị lựa nha. Để em lên qua danh cho mấy chị lựa, rất là đẹp luôn mấy chị nha. Mẫu này thì em bán với chị giá là 130 bộ thôi. 130, mấy chị muốn lên size bao nhiêu ký, báo số ký giùm em đi mấy chị. Muốn lên size bao nhiêu ký, báo giùm em cái số ký đi mấy chị ơi, để em lên cho mấy chị lựa cho nó dễ nha. Đó, em có size đủ size luôn. Em có đủ size từ 75kg độ về. Em có đủ size từ 75kg độ về. Mấy chị muốn lên size bao nhiêu ký, báo số ký giùm em đi mấy chị. Mấy chị ơi, mấy chị chấm lên giùm em đi để em thấy mấy chị đi mấy chị. Chấm chấm lên giùm em đi mấy chị ơi. Ủa nãy chị nói hai áo miễn ship mà chị. Ủa em nói khi nào chị ơi? Bên em là đâu khi nào mà miễn ship đâu. Bên em chị là mua 5 sản phẩm mà cái giá không sale thì bên em mới miễn ship á chị ơi. Chứ em bán giá tri ân rồi em đâu có miễn ship được đâu chị. Đã em bán giá tri ân rồi sao miễn ship được chị yêu ơi. Xây 4 đi em. Xây 4 hả? À chị muốn mua xây bao nhiêu ký vậy? Tại vì em thấy chị có 2 size. Size 65kg đó là size 67kg. Chị muốn lên size UK giờ. Tại vì form này là hàng thiết kế nên cái show cái size nó sẽ có thay đổi tí xíu với chị nha. Đó. Đây nè 70kg nè, em đang lên size 65-70kg nè chị nha. Áo cổ treo này nè, chị muốn lên size bao nhiêu ký vậy? Báo em số ký đi em lên cho. Đây là chị Anh Huỳnh Kỳ có lấy không chị ơi? Có lấy thì ok, còn không anh xả ra không sao hết. Nhiều khi nghe nhầm thì anh xả ra không sao hết. Tại vì em còn hai cái chi ân bán đó. Bên em hàng thường mới có free ship, còn hàng sale gọi là em sẽ không có free ship đâu. C3. Hôm chị mua C3 hơi chật rồi, giờ chị muốn mua C4 đúng không? C4 size 65kg đúng không chị? Nè lấy C4 nè. Mấy chị ơi, mà 30.
Rồi, con này chỉ nghe là mạ 31. Mạ 31 màu tím nho, cực kỳ sang luôn. Mẫu này em lên được cái củ keo luôn rồi nè. Cô hỏi mình có bánh ti. Bữa nay em có củ keo luôn với chị ha. Rồi con này mạ 30. Ủa 31. Con này ghi mạ 31 nha em. Con này là 67kg rồi, mặc dù em luôn nha, size số 4. Mạ 31. Đó, xuất sắc chưa? Mạ 31 nha mấy chị nha. Mạ 31 để màu này. 31. Rồi 32. Rồi con xanh này là mạ 32. Quá đẹp luôn, mặc 32 đi. Đi mặc 32 đi. Rồi 31 cho chị Kiều Kiều nè. Rồi con 32. Lấy màu đi, lấy nhiều màu mặc luôn mấy chị ơi. Cái mẫu này mặc cái qua văn của nó cũng là sang luôn. Cái qua văn của nó rất là sang luôn mấy chị nha. Rồi con này mã 32 số 1 đây. Mã 32. Rồi chị Đạo Ưng thì chốt em mã 32. Ủa mẹ không lấy lụng không đâu mà. Không lấy lụng tưởng có lấy không mà. Đây. Rồi con này mã số 32 đúng không? Rồi 32 chốt cho chị luôn, cho chị Kiều Kiều luôn. Em còn nha, em còn size luôn. Nên chị nào lấy chị chốt cho em liền. Rồi con này mã 32 nè. 32. Rồi con này mã 33. Rồi con này mã 33 giùm em. Đây quần đây em đưa quần cho chị xem trước nha. Rồi con này mã 33. 33 giùm em, cực kỳ sang, cực kỳ đẹp luôn. 33 độ rồi. 33 quá xuất sắc mấy chị ơi. Mã 33 là bi giùm em, bi dừa ha mấy chị nha. Đó, mã 33 hay 33 chút 33 giùm em. 33 bi. 33 không còn cái nào chưa hết mà. Sao mà luôn cái cắt đen nó không luôn rồi. Rồi đây
Ê, nó ngộ nghe, nó nghe không nói chuyện, nó ngủ hết trơn à. Rồi bữa nay mẹ ba mươi. Hello, em chào chị Trần. Chị gì vậy? Chị Viên Lan nha. Em chào chị Ấm Như Hoàng nè. Rồi đây rồi chị là ưu từ chỗ em con này mẹ 30 là 35 35 tiếng sang tiếng nghe tiếng hơi khó nghe mấy chị nha. Chị nào mà nghe không rõ mấy chị cứ hỏi em lại để em nói lại mấy chị nha. Rồi con này mẹ 35 35 thì mẹ giờ em đưa qua văn lên thôi mấy chị ơi. Em mặc làm biến mặt quá, mặt mất thời gian của mấy chị xem nữa. 35 rồi mẹ 36 con này qua văn này là mẹ 36 36 mấy chị nha. 36 37 có tay, 37 có tay đó chị nha. Đó, 37 có tay. Tầm đỏ phía sau rồi giá 22 dạ hội về, tầm ngắn là 200k. Phải chi á là một lần, hai lần em không nói gì, bốn lần rồi chị. Bốn lần bị trục trặc rồi nên không thể nào bán chị nữa chị yêu ơi. Em còn khách lắm nhưng mà khách như vậy thì em không có cần đâu. Chứ bây giờ mấy chị ngày nào mấy chị luôn cả một tuần lễ không điện thoại được thì mấy chị nghĩ như thế nào? Bên khách em quen là em mới giữ thế. Đúng rồi, khách quen mới giữ vậy thôi. Chứ mà khách mới là em xả cái mà cái một rồi đó. Nhưng mà em hy vọng vào khách quen của em, nhưng cuối cùng khách quen của em cũng đều xả quen 4 lần rồi nha. Nên không bán với chị nữa đâu. Thông cảm cho em đi. Rồi đây con này mã số 38. Mã 38. Mấy con này là 18 tuổi mà được hết chị ơi, của theo nè. Đúng rồi, mã 18. Mã 18 giùm em mấy chị nha. Ủa 38, mã 38. Chị Viên Lan ơi, lên chút tiếng Việt Nam cho chị. Em có đồ màu, đồ màu tay đất tiên. Chị sẽ em chút cũng có cho chị. Rồi con này mã 39 giùm em. Mã 39 mấy chị nha. 39 cực kỳ đẹp luôn. 39 mấy chị vô mấy chị tò mấy chị tốt cho vui không à. Xong điện thoại mấy chị không nghe máy. Thì bây giờ em vẫn chốt nhưng mà lần sau không chốt đâu. Chứ mà chốt thì mấy chị cọc tiền thì em đi. Nếu mà chị về chị Đặng Thị Hoa muốn chốt hàng bên em thì chị cộng giùm em 100k đi. Khi nào mà chị chốt được đơn thì em trừ tiền ra, được không? Được thì ok, chốt giùm em đi rồi em sẽ chốt với chị. Chị cộng cho em đi rồi chốt gì. Chứ không có chị chốt cho đã xong rồi mấy chị không có chịu nghe máy thì chết em nữa nha. Rồi đây là chị đầu em thì chốt em mã 30 mã 40 mã 40 giùm em. Cái hoa văn này vẫn trắng lắm chị nha. Mã 40 đó. Nếu mà chị muốn mua hàng em nữa chị cộng giùm em 100k vô tài khoản giùm em đi. Và khi nào ngày nào mà chị muốn vô mua hàng em cũng đều chốt chị nha. Muốn mua hàng em thì em sẽ trừ tiền ra, trừ 100 em đi lên em sẽ trừ 100.000 nó ra. Rồi con này mã 40 41 đó. Chứ em lấy chút tiền mấy chị có 100.000 cũng mới làm gì. Em chỉ lưu đơn để làm niềm tin ở đó thôi đó. 41 35 chút gì kiều kiều 38 gì kiều kiều. Rồi đây mã 37 chút gì khách hàng. Mã 38 em lấy cho chị khách hàng ơi. Rồi đây là chị đã ưng chút cho em liền con này nè. Cái gì? Mã 42 mã 40 gì chị kiều kiều luôn. Con này mã mấy? Mã giờ 42 42 chị kiều kiều ơi. Mã 42 nha mấy chị nha. Mã 42 đẹp lắm mấy chị ơi. Qua danh toàn tích khách không à. 42. Rồi con này mã 43. Con này mã 43. Đó, ưng thì tốt em đi, em sẽ đọc comment mấy chị. Mã 43 không có sót nữa chị cứ yên tâm. 43. Rồi con này mã 44. Mã 4 là dây bản rất là đẹp luôn. Mã 44 là dây bản nha mấy chị nha. Mã 44 sọc dây bản. Mã 44. Rồi con này mã 45. Con này là mã 45. 45 cho em mấy chị nha. Mã 45. Em có quần lửng không ôm thôi mấy chị mua bi hậu ơi. Có dạ em cộng đúng không chị? Dạ em chỉ còn dạ em rộng quá à. Đồ màu dạ em cộng đúng không chị? Em còn đồ màu dạ em rộng kìa. Em mới về 40 cho ấy 40 chị được chiều kìa lên đây. Nha. Mã 43. Anh buộc rồi lại. Rồi ok chị nè. Còn dài em đi ơi. Mã 45 luôn. Rồi ok mã 45 đi chị Kiều luôn chị Kiều nè. Ok. Rồi tổng chị Kiều như bộ thấy ở đây cho con đi mà. Rồi đây con này. Cái gì em con này mã? Mã mấy mà?
tiền mới tin. Sĩ inbox Zalo nha nha, trong đó em đăng tất cả mặt hàng luôn. Mấy chị được cái lợi thế á, bên sĩ bên em có lợi thế là bên em đã chụp hình rồi, mà chụp bằng camera thường bên shop em luôn, chính bên shop em chụp hình luôn. Nên mấy chị cứ lấy sĩ và lấy hình về, rồi mấy chị có gì đăng mấy chị bán cũng đều được ha, không cần mất thời gian để mấy chị chụp hình luôn nha. Kết bạn em đến số Zalo này là 0774842263. Zalo Lê Hắm, Lê Hắm là Zalo của mẹ em. Nên mấy chị vô kết bạn cái Zalo đi, mấy chị em gửi mẫu vô đi, em sẽ báo giá sỉ và giá số lượng cho mấy chị nha. Rồi đây ok nè, em chú của chị Kiều Kiều mã 45 nè, mã 45, mã 38 nè, mã 40 nè, mã 35 nè, mã 43 nè, chứ cái này nãy là 34 nè, 31 nè, chứ lại 32, tổng cộng bao nhiêu bộ? Rồi tổng cộng của chị Kiều Kiều là 8 bộ như chị Kiều Kiều nha. À, quần dài hả em? Dạ đúng rồi, quần dài với chị ơi. Chị thích màu hồng đúng không? Mà chị bao nhiêu ký à? Phải lên xuất ký chiều cao em mới lấy được em tốt được chị ơi. Tại vì cái hàng bên em là hàng thiết kế, hàng may nhà, hàng may xưởng của em luôn. Nên mấy chị nào muốn lấy hàng, ủa mấy chị muốn mua cái mặt hàng gì á thì mấy chị phải lên xuất ký chiều cao. Tại vì mỗi size là em có điều có hoa da khác nhau, không có giống nhau. Nên mấy chị phải cho em xuất ký và chiều cao đi em lên cho. Còn mã 46 thôi chị ơi. Tại vì em không, em ít ít khi nào mà em lên trùng lắm mấy chị. Lên trùng nhiều khi á, nhiều khi nó còn kiểu như nó còn ứ lại. Nên em á là mỗi size em có điều qua da khác nhau hết trơn à. Ít khi nào mà em làm trùng nhau lắm. Thích màu hồng thì có màu hồng, chứ còn phải lên xuất ký chụp cao mới lên được đó. Nè, thích hồng thì có hồng nhiều lắm chị ơi. Bên em gì mà chẳng có. Đó, cực kỳ đẹp luôn nha. Đẹp lắm luôn. Mẫu này em đang 170, đang xem 150 nha, nhưng mà còn lẻ sai, lẻ màu. Đó, lẻ sai, lẻ màu. Đẹp lắm luôn. Còn 55kg về thì nhiều thôi. 55kg về, chứ lại là size 67kg về, 67kg về nha. Em có hàng cao cấp luôn á, chị là muốn lên hàng cao cấp không? Đây, hàng đám hoa lê và cao cấp giùm em, mặc cái váy này rất là sang. Hồi xưa mấy chị đi đám tiền còn mấy chị bằng đầm là xưa rồi đúng không? Bây giờ mặc áo hàng cao cấp đám hoa lê, hàng này là hàng Quảng Châu đá cao cấp giùm em. Giá của nó là 380, ủa lộn, có phải đúng, 380 đúng rồi. Mẫu này là giá 380, rất là sang và rất là đẹp luôn, 380 nha. Quần đen thường thì em có quần đen hay nhỏ thôi, chị lên xuất ký cao đi, chị làm trần ơi. Đó, lên xuất ký chiều cao đi, em đã sẽ báo với chị nha, tư vấn mẫu với chị. Đó, áo thì em còn rất là nhiều kiểu luôn, kiểu màu đỏ, kiểu màu cam, kiểu màu xanh rêu, màu xanh dương đều có hết, ngay tóc này nè. Giá 160, giá 180 gì đều có mấy chị nha. Hàng cao cấp mấy chị mua hàng lẻ, áo lẻ mà hàng nó hơi đẹp đẹp chút xíu là mấy chị sẽ mua là cái giá tầm có 200-300 rồi. Còn cái này thêm vài chục ngàn nữa mua được cái hàng cao cấp. Mà mặc hoài không chán, mà mấy chị đi đâu là nhiều ánh mắt nhìn cho mấy chị. Tại cái hàng này rất là sang, rất là đẹp luôn. Cái đá của nó là hàng pha lê, mặc không bao giờ vướng nha. Hàng này là hàng cao cấp là không bao giờ bị vướng mấy chị nha. Cực kỳ sang và cực kỳ đẹp luôn. Vâng, rất là sang, rất là đẹp. Để em kiếm áo nào mặc mấy chị xem. Áo sáng sáng đi, mặc lên đây là cái quần đen rồi. Nên vậy sẽ tìm áo sáng sáng đi. Và màu gì giờ, màu cam đi ha. Màu cam đi. Quần em có, nhưng mà quần quần đen á thì em chỉ còn quần cao cấp thôi. Còn quần trắng thì em có cái hàng thì nào để em lên xong. Có quần chính tắc được không mấy chị? À, em có quần đen chính tắc được không mấy chị? Em lên quần đen chính tắc cho. Có chị nào muốn lên quần đen chính tóc thì báo em nha. Cái quần dài mà đen thì em còn 50-55kg về thôi. Đây, hàng cao cấp giùm em giá 380 giùm em nha. Hàng Quảng Châu, hàng nhập cao cấp giùm em chất giải Quảng Châu. Sang, đẹp, mình và dày dặn mấy chị nha. Sang lắm luôn mấy chị ơi. Áo này giá 380 em còn 2 màu. Em còn 2 màu thôi. Em về cho mấy chục cáo giờ em bán trơn rồi. Giờ còn có 2 màu thôi. Màu đỏ, màu cam. Màu đỏ, màu cam mấy chị nha. Màu đỏ, màu cam. Mã này là mã A5 đỏ và A5 cam nha. A5 đỏ và A5
500 gram. Quần đây, em đơn quần cho mấy chị lựa nè. Quần bây giờ hiện tại chỉ còn được hàng 65 kg về thôi. Đây quần này em có size 65 kg về. 65 kg về đá pha lê rất là sang, rất là đẹp luôn nha. Có dây kéo bên hông giùm em luôn, đẹp lắm mấy chị nha, sang lắm. 65 kg về. Chị Lộc Trần ơi, chị muốn lên mã gì? Chị muốn lên cái mẫu gì chị phải báo rõ cho em. Chị hỏi vậy, chị hỏi chung chung vậy em không biết được trả lời. Đây quần này, quần cao cấp giùm em giá 300 nghìn. Hàng cao cấp thì có khác nha. Chất vải dày dặn giùm em rất là sang, rất là đẹp luôn nha, chứ không phải là hàng thường đâu. Tiền nào của đó chị nha. Đó, mấy chị mua hàng ngoài trời shop rồi mấy chị biết bao nhiêu rồi. Nếu mấy chị mua cái áo ngoài shop thì chắc chắn sẽ hơn 400 nghìn, hơn 500 nghìn. Dù khi mà có mấy shop mà xịn xịn tí xíu bán cả triệu bạc luôn có luôn mấy chị nha. Nhưng mà bên em bán không còn bằng, tại vì em bán ở tiệm nhà đó, ở shop nhà, chứ lại là không muốn nhân viên nên không có kê cái tiền thuế lên, nên em sẽ bán rẻ mấy chị ơi. Mấy chị ơi, đó, cực kỳ đẹp luôn. Quần này là giá 300, áo 380. Đây còn quần này là nó đẹp nữa, quần này nó đẹp nữa mấy chị nha, nhưng mà size này thì tầm cỡ 60 kg về thôi, 60-65 kg về, tùy theo chiều cao nữa. Đây sang không, giá 320 đó. Quần này nó hơi cao với những chị nào mà hồi xưa giờ mặc hàng thường, còn những chị nào hồi xưa giờ mặc hàng cao cấp là cái giá này rất là rẻ luôn nha, là cái giá này rất là rẻ. Mà gì cho chị nào mới biết mặc đồ cao cấp là cái giá này là mấy chị mua khoái lắm luôn mấy chị ơi. Chứ mấy thường hồi xưa mấy chị nào mà mua hàng cao cấp mà ở shop á là không có giá này đâu nha. Đó, mấy chị thử mua một lần đi, thử một lần đi, mặc về sẽ ghiền, sẽ tìm những cái mẫu cao cấp để mua thôi luôn á. Nó thiệt sự mặc rất là sang, đáng tiền rồi mấy chị, mặc là ăn đứt đầm luôn, ăn đứt đầm luôn mấy chị. Áo lẻ quần dài vậy đó, chứ mấy chị mặc ăn đứt đầm liền luôn mấy chị ơi. Quần đùi em có, quần dài em có luôn đây. Em lên quần dài, dài có quần dài mấy chị xem. Chị lựa hai áo khoác. Là sao chị Kiều Kiều ơi? Áo khoác mẫu mới. À, áo khoác dài đúng không chị? Áo khoác phông dài 80 nghìn đúng không? Áo khoác bông dài 80 nghìn đúng không chị ơi? Quần đùi hả em? Đây, mã này là mã gì em ơi? Ok, để em lên quần xong lên dài cho. Loại mẫu này em có size từ cái size mấy vậy ta? Dây kéo bên hông mấy chị nha, dây kéo bên hông luôn. Là 65 kg về. Mua 5 trên 5 sản phẩm là bên em sẽ free ship với chị luôn. Em đang có chương trình là mua 5 sản phẩm sẽ free ship nha. Rồi đây rồi chị nào ưng thì chốt cho em liền mẫu này, giá 380. Giá 380, hàng đá pha lê luôn, quần 65 kg về. Quần dài 65 kg về, mặc rất là sang luôn. Quần dài ôm á chị nha. 65 kg về. 65 kg về. Giá 380. Rồi chị nào ưng thì chốt em 380 quần dài. Sang lắm. Rồi em lên size 65 kg áo khoác là chị Kiều Kiều nè. Đó, coi chị nào đấy thì chỗ em còn quần đùi lắm anh, quần đùi trắng không? Cất nữa hả? Đây, coi chị nào thích quần đùi thì em lên quần đùi nè. Quần lỡ nha. Nhưng mà quần đùi thì em có đủ size. Còn quần lỡ thì em giờ chỉ còn được size 63 cái đổ về thôi mấy chị nha. Đây, quần đùi đây em mặc cho mấy chị xem luôn. Quần đùi giá 2 nút luôn nha, 2 phi nút luôn mấy chị nha. Mấy chị kết bạn cái Zalo giùm em, xuống dưới điện thoại dưới đây đi. Sỉ lẻ anh bóc bên Zalo giùm em đi. Tại vì Facebook á, Facebook thì em like để em lấy tương tác, để em giới thiệu cho những khách sỉ thôi. Đó, em bán chơi chơi vậy thôi mấy chị ơi. Chứ em là chủ yếu là bên sỉ ha mấy chị nha. Đó, rồi đây rồi chị nào ưng thì chốt cho em liền mẫu này. Cực kỳ sang, cực kỳ đẹp luôn. Quần này là quần đùi giùm em nha. Quần đùi, giá của nó là giá 130 thôi. Em bán với chị giá 130 thôi. Đây mấy chị coi nè, hàng siêu của nó với là đính đá rất là sang luôn, mà bán thì giá 130 thôi, mấy chị không mua đâu được cái giá 130 đâu, nó thiệt sự luôn nha. Mua 130 một cái quần này,
không thể tưởng luôn quý chị ơi. Đó, ngon đuôi. Em thích rộng. 70 con em thích rộng. Rồi đây quần lỡ thì em luôn, mấy chị xem nè. Sang lắm. Nó trùng tông với lại trùng tông với lại là màu trắng luôn. Nó hơi nhà cái đường thiêu nè. Nó hàng chỉ là màu xám xám vậy đó, mặc vô rất là sang nha. Mặc hợp với màu trắng rất là sang luôn. Nhưng mà tất cả là cái quần trắng này thì còn xây xám 3 nữa rồi thôi. Em mặc không có vừa. Mấy hôm lại mặc mấy chị xem, rất là sang, rất là đẹp luôn nha. Đó, và chị là ưng thì chúc em quần quần đùi, quần ngố đi, quần lỡ 140 nè. Hai phi nút luôn á chị nha. Em chưa cắt phi nên chưa gài được. Chứ là quần đùi. Quần đùi là 130. Còn quần lỡ là giá 140 rồi, chị là lấy màu nào? Lấy mẫu nào cho quần đó em. À, quần đùi này thì con em hết đen rồi. Quần đùi hết đen chưa có trắng thôi chị nha. Bây giờ quần đùi em chỉ còn trắng thôi. Còn quần đùi đen. Còn quần đùi đen thì em chỉ có mẫu cao cấp thôi mấy chị ơi. Đây là quần đùi đen chỉ có mẫu cao cấp 320 và 300 thôi chị ơi. Đó, cực kỳ sang, cực kỳ đẹp luôn nha. Chị nào muốn đi đám tiệc mặc mấy bộ này rất là sang đó thì bao nhiêu ánh mắt phải nhìn mấy chị luôn á mấy chị ơi. Hàng pha lê, hàng ở Quảng Châu luôn á mấy chị. Mã
coi chị kêu kêu có thấy hay chốt giùm em chị kêu kêu ơi. Hôm nay em chỉ có được 10 mèo thôi. Cái này là 48. Cái này 49 hả? 49 giùm em qua văn này. Mấy chị chỉ còn lựa qua văn thôi, cái này có hai túi sâu với chị nha, hai túi bự luôn với chị nha. Đựng tiền đựng điện thoại đều được với chị nha. Ở đây, con này là 49 chứ kéo tiền của em với chị nha. 49 giùm em một cam này. 49. Rồi con này là 50. Đó, em lên mẫu này xong, có chị nào mà không có kêu lên hàng lên thêm mẫu nào nữa thì em sẽ xuống like luôn với chị nha. Rồi, muốn lên mẫu gì thì báo cho giùm em liền, còn không em lên áo khoác, hết áo khoác này em sẽ xuống luôn. Em sẽ xuống luôn với chị nha. Rồi đây con này là 50. 50. 50. Các chị có muốn lên mẫu gì nữa không? Đầm, áo lẻ, đồ bộ, các chị cứ muốn mua gì các chị cứ báo giùm em lên cho. Muốn tìm mẫu gì các chị cứ báo. Mã 51. Thôi em muốn ngoài đẹp lắm, nào đẹp lắm chị ơi. Mã 51 cái gì nha. Mã 51. Còn con béo nè, mã 52. 52 béo. Rồi con này mã 50. 53. Mã 53. Mặt trắng lắm nha mấy chị nha. 53. 54. À, ủ kem dưỡng da để chuẩn bị tết mấy chị ơi, chứ bây giờ mà đợi cận tết mấy chị mới chuẩn bị là mấy chị dưỡng đâu kịp đâu mấy chị. Rồi con này ghi em là mã 54. 54 coi danh đẹp nè. 54. Rồi 55 coi danh khác mấy chị nha, màu đỏ coi danh khác. 55. 55. Mã 56 em mấy chị nha, còn đẹp quá. 56. Rồi con này mã 57. 57 màu này đi. Rồi 57 giùm em. 57. Okay.
cô xay số 5 đó cô ơi. Cô lấy cô xay số 5 đó, tổng cộng bao nhiêu mấy cái đưa chị hai coi. 5 cái. Đây tổng cộng 5 cái đúng rồi nè cô ơi. Tổng cộng 5 cái khác nhau nè. Ok cô, 5 cái cho cô nè. À còn xanh với vàng hả? À đúng rồi, mà phải còn xanh với vàng thôi. Vùng đen hả? Là hai áo trùng với nhau hay sao cô? Hai áo một mẫu đúng không? Tại vì hai mã 6 không có màu đỏ thôi. Vậy là cô lấy hai cái đỏ thôi mẹ ơi. Hai cái đỏ y hệt cái mặt đỏ 6 á. Vậy là cô lấy một cái đỏ 6 đúng không? Với lại là một cái quần đen. Với lại là một cái quần đen hả? Quần lửng đen hả? Là như, nó có quần lửng đen đâu. Quần chính tóc đi cho cô. À lấy quần chính tóc đi ha cô ha. Cô lấy quần chính tóc cho. Đây, quần chính tóc được không cô? Nè, quần chính tóc được không cô ơi? Quần chính tóc được không cô? Quần chính tóc này con đang bán với cô giá nhiêu mà? 160 luôn. Quần chính tóc 160 được không cô ơi? Chúc cho chị Cẩm Tiên mã 54. Đẹp quá. 13, 55, 67 kg. Quần chính tóc ha. Quần chính tóc này mặc tới đây nè cô. Mặc tới đây nha. Để con mặc cho cô, lấy xin lớn một chút với cô xem. Chúc Linh là 53, 56, 58 kg. Đây, quần chính tóc. Đây là cô. Quần chính tóc đẹp lắm. Còn cô nào lấy quần chính tóc thì chốt quần chính tóc giùm con đi với cô. Xem giữ giá 1.6 lắm chị ơi. Xem 1.6 thôi, quần này xem 1.6 thôi. Riêng lụa đã bệnh đẹp lắm chị ơi. Riêng lụa thì nha. À, em không có áo dài 4 tà chị ơi. Cô vừa giật mình cũng số ký chị hay vậy chị Thu Kim ơi. Ủa vậy hả? Vậy là cô mua vô dùm số ký bao nhiêu vậy cô? Để con mặc cho cô xem. Đây, hai phi đắp chéo nhau rất là sang luôn. Đó. Đây, bây giờ cô vậy mới chịu với cô cắt cái phi với cô gắn luôn nha. Đẹp lắm chị, đẹp luôn. Lực eo luôn á. Lực eo luôn. Không có nói cái eo của nó mặc luôn là đẹp luôn. Nha, con có đủ size. Mấy cô muốn lấy xe trốn thì trốn người con. Quần chính tóc kèm số ký và số điện thoại là có đơn. Rồi chị đã ưng thì nhanh tay chốt cho em liền. Quần chính tóc giùm em kèm số ký và số điện thoại là có đơn. Nha, cô Su Kim mua giùm cho người bao nhiêu ký vậy cô ơi? Cô mua giùm cho người bao nhiêu ký dạ cô báo người con đi cô lên cho. Đây nè, đó không có đủ size. Không có đủ size nha cô nha. À chị Trúc Linh chị lấy mã 53, 56 luôn. Rồi đi chút rồi. Còn đúng không? Rồi ok chị Trúc Linh nha. Rồi đây rồi chị đã ưng thì nhanh tay chút thì giùm em ghi em số ký cho mấy chị nha. Mua giùm lên số ký luôn. Áo dài chứ không có áo dài 4 tà nha chị ơi. Áo đầm dạ hội dài. Thế nè, áo đầm dạ hội dài nè chị ơi. Cái tà của nó giống như là áo dài giả áo dài vậy đó, rất là sang luôn. Em có đủ màu luôn, có chị nào muốn lên thì em lên chăng. À, quần có mua. Con hót hàng kia rồi cô ơi.
bán em 160 rồi đi, con đang sale cái quần chính tất này 160 nè, cô lấy không? Vậy cái quần 130 đó là tại vì cái đó là hàng mẫu nhà, họ mẫu ma nhà để con xem mặt hàng trước á, nên con không? Em chưa dự ý, em không có lấy nữa, không có đặt nữa, về không may ra nữa. Không có may ra nữa, hết rồi. Theo dõi đi, em có về đẹp đẹp không ạ? Mốt là về quần đẹp đẹp không, muốn từ đây đến Tết là về hàng cao cấp, hàng đẹp đẹp không á, mấy chị nhớ bấm nút theo dõi trang của em nha. Để bên em về hàng thì bên em báo cho. Dạ rồi, ok cô. Lấy quần chính tất này mặc thoải mái lắm luôn nè, có 160 thôi. Không mua ở đâu được giá 160 đâu, nó thiệt sự. Nếu mấy cô đi ra ngoài mua 200 mấy, 220, 230 không mua. Rồi ok. Rồi mấy cô muốn lên mẫu gì nữa không? Lên cho. Mấy cô ơi, mấy cô muốn lên mẫu gì nữa không? Áo khoác, áo lẻ. Mấy chị kiếm thêm tí luôn á trời. Áo khoác, áo lẻ, đồ bộ, đầm. Đó, áo Quảng Châu. Mấy cô muốn lên mẫu gì? Mấy cô thả tim lên giùm con đi mấy cô. Thả tim lên giùm con nha. Thả tim chia sẻ cho em một chút, chia sẻ luôn chị ơi. Chia sẻ. Cũng bự đó, bề ngang nó cũng bự.
Bà Lên này lên thương lòng không mà bà. Ê, con này nhỏ nhỏ nhỏ. Nói chung là tôi thấy vậy là nó nhỏ nhất rồi đó. Như vậy là nhỏ nhất rồi đó bà nội ơi. Con ơi, cái dép nè. Bước đi ra ngoài lên cho tôi. Đi ra ngoài đây là dễ. Đi ra ngoài kia ngồi dễ đây. Nó lì. Có nghe không? Cái áo cam gấu nãy. Ok, bao nhiêu tiền cái áo đấy em? Giả tùy theo cái đó chị. Lên này, nói chung là đen như con này 150 khoai. Con này 150. Con này 150 giùm mình ha, áo là không ngang, full size giùm mình. SML là làm điều có thể mặc được hết. Rồi. Như con này, như cái dạng len S này được, con này của bé 250 đó mà. Cái len này nó đẹp dữ lắm luôn đó. 190. Tùy theo con. Gấu này ha. Con này nữa, con này cũng ấy quá trời đẹp luôn nè, con này cũng 250, con này 250 rồi, còn con sao luôn 220 khoai rồi, lên đẹp xuất sắc luôn bà ơi. Phơm là phơm rộng không ngang cho mình ha. Có bật rồi á mà sao tới thui vậy, tôi cũng không hiểu nữa. Tới thì sao không hiểu, bữa nay sao á, cái điện thoại sao mà tới thui tới hồi vậy, tôi cũng biết luôn á trời. Có mặt rồi luôn á, có tắt đèn rồi luôn mà tối nó vẫn tối luôn. Tắt mình hiểu sao luôn, thấy tối quá. Ông khoái phải gì, ông khoái rồi, ông khoái phát gì hết rồi, ông khoái trước khi cứ chờ sao đâu, ông khoái gì em hết à. Áo len thôi. Áo len thôi. Áo len áo khoác của ba. Rồi con này. Rồi con này nè, 100 đồng. 100 khoai giùm mình nha. Được chưa? 100 đồng. Nó hơi mỏng hơn những cái con kia, len nó sẽ mềm, nó sẽ mỏng hơn những cái con kia, nó không có dày, không có đanh. Cũng đùi hả? Cũng đùi chắc hơn. Đùi chắc phải qua Tết quá mọi người, đùi chắc phải qua Tết đi. Nè, không, chăm khoai. Thì con mọi người. Đùi đây hả? Con ơi, điện đùng không trong đó đó con ơi. Rồi, con này phơm quá chứ bự luôn, phơm dấu quần siêu đẹp luôn ha. Đẹp lắm luôn. 150 luôn cho mọi người luôn. Phơm bự mà sạch. Tại vì em có nghĩ có gì đâu. Đi xuống coi. Chán chết rồi chị. Rồi con này hồng nè mọi người. Hồng này lên kiểu nha, nó có hơi cái lỗ lỗ gì nè. Không, phơm này là phơm nhỏ cho mình nha, 150 luôn. Hồng 150. Bà ba chị ta chứ. Nó lên kiểu. Vậy. Chị sợ à. Ờ cái đầu rồi lắm chị hỏi nha. Ừ, đi xuống đi cho con nó đó, nó đi xuống giùm mẹ đi con. Trời ơi, lông thỏ nó mọi người ơi. Nó đẹp xuất sắc luôn. Con này 190 luôn giùm mình ha. Bữa nay ánh sáng thấy ghê quá, tối quá. Được không? Nó tối quá không mọi người, trời ơi, vậy sao lại cha. Kỳ vậy ta.
xuống mấy con rồi ứng phá cho nó. Hello cha xin nè, đi chơi về chưa? Ê đây nè con nhỏ nè bà ơi. Bà ơi cái này phơm nhỏ nè. Lông thỏ dài dài ngoài nhưng mà phơm nhỏ nha. Nè đó. Không có quần jean hả chị? Quần jean hết rồi chưa về nữa. Phải qua Tết chưa mới về tiếp ăn cưng. Để kho nó làm việc à, nay kho chưa làm việc. Hết sạch luôn á. Nè, con này phơm nhỏ nè bà nội ơi. Con này là nhỏ nhất luôn rồi đó. Một 70 khoai nữa bà ơi. Nó đẹp cực kỳ. Con này cũng vừa vừa phải phải nè, cũng được nè. Cũng có mũ luôn. Len mà có mũ luôn. 150. 150 có mũ. Hết rồi bà nói ơi, có gì đó. Đây, đây con. Con rộng luôn. Được không? 150 luôn. Con này bự lắm nha. Con này da mặt ok luôn. Con ơi là con. Cái nó làm ăn gì được hết chứ.
rồi bữa nay mình sẽ xả kho cho mọi người nghe mọi người ơi, tại vì đầu năm là hàng mới về rất là nhiều á, cho nên là giờ phải thanh toán cho nó trống chỗ mấy bà ơi. Rồi CSM nha, group tốt nè, chưa bữa nay ánh sáng thấy ghê quá, nó tới thùi à, ở sau cột dây coi giãn nha. SM mấy bà ơi, SM có giãn SM mà ok nha. Rồi bạn nào lấy áo lên giùm mình luôn 50 khoai ha, chất rất là đẹp luôn, ở sao có cột cái nơ. Bà thấy bà nhìn giùm tôi coi, nó tối dữ lắm hả bà, không thấy được gì hết hả, mấy người thấy tôi đi xuống chứ tới thùi còn lấy tối dữ lắm. Thùi thùi mà lai không thấy được. Cũng thấy mà phải thấy rõ đồ không có chứ, phải thấy rõ đồ mới được chứ. Nè, cái gì? Chân quấy riêng nè. Chân quấy riêng L hao nha, L hao. L hao lên luôn giùm mình 150 khoai. 150 khoai ha, L hao. Đẹp cực kỳ luôn, 80 khoai.
mày hàng sẵn luôn rồi. Đây, ok. Mai nói để tôi mà. Bà bà lê rồi. Vậy. Rồi size S nè mấy bạn, crop top size S nha. S lên luôn cho mình 30 nha. Bạn nào lấy size S chốt size S 30. Cái gì cũng có ra cái gì. Cái này xem xả xả trống chỗ thôi nha. Rồi xem M luôn nè. Xem M sale luôn cho mọi người 60 khoai. Đó, chân quay green size M màu kem ha. Bán luôn 60 đồng luôn. Là lấy quốc cho mình 60. Ok trang trương. Rồi size L nha. Size L đen nè, sale luôn cho mọi người 60 luôn. Bạn nào lấy bấm luôn cho mình 60 size L ha. L ha. Trời ơi chết nách luôn. Đen xanh lờ nha. À, trang trương. 80. Đây nha. Để tôi để cái thùng lên. Ủa, ngay đó ngồi bật lửa con ơi. Cái gì? Rửa làm sao té chết à? Ngồi xích vô. Kéo cái quần lên, dướng cái quần hồi té. Trăng trương 60 nè. Cây chip chip nè. Quá trời bữa đá đồ của tôi. Đồ nó mù quá trời, mù quá trời. Bán hoài mà không hết nữa là kỳ cục. Quá trời chập nhà. Không có về, hàng mới về không có chỗ để luôn. Không có chỗ để hàng mới. Trời ơi, rồi con váy này chân váy dài thì mình size L mấy bạn. Để coi coi size gì các bạn. Rồi XL thì mình ha. Bạn nào mặc XL chốt thì mình 60 luôn. Hàng móc câu sình luôn thì mình ha, chất rất là đẹp luôn, hàng hai ba lớp luôn. Chưa? Size XL. Để bấm luôn thì mình 60 luôn ha. Tôi vô đây tôi ngồi chút nữa luôn. Kỳ cục. Rồi quần đuổi đen nè bạn. Size này M, L mà ok ha. Nam thì size M thì mình. Trời ơi quá trời đẹp luôn. Lên luôn cho mình nè, 40 luôn. Bạn nào lấy quần đuổi bấm cho mình 40. Chưa? Các bà coi cái đầu dây của nó nè. Chưa? Rất là xịn luôn. Quần chốt cho mình 40. Rồi áo len đây. Len kiểu đây. Ủa phải len kiểu quên chứ màu nâu ha. Nâu này chất đẹp lắm luôn. Đó, đơn giản nhưng mà chất nó mềm cực kỳ luôn ha. Lên luôn cho mình là bao nhiêu ta? 80 khoai. 80 khoai nâu luôn cho mình. Nâu 80 luôn. Ở bán cái gì đó? 60 luôn đi mấy bà ơi. Nâu 60 luôn cho mình ha. Nâu len. Cây găng. Con ơi đừng có đứng ngay chỗ đó chơi. Nó té lộn cổ xuống bây giờ. Đi xuống đi. Xin gì mà xin. Chút mẹ lấy cái khác cho. Cái này cái yếm ngon bé diễn học. Thank you.
XL luôn quý vị ơi, XL luôn áo giùm mình ha. Ừ. Áo kiểu nha, áo kiểu vô như vậy. L lên luôn giùm mình 50 khoai luôn. Có là chất đẹp hàng xịn sò luôn các bạn. 50 khoai size L hao giùm mình, rớt vai. Bữa nay có khách kêu lên á, là kêu lên like cho bà coi. Ok, bằng tiếp tiếp 50 nè. Lên lên chơi. Rồi con quần này rất là cưng luôn nha. Rồi 55kg đủ về nha. Mã số M lớn dê lại giùm mình ha. M lớn dê lại giùm mình nè. Rồi lên luôn giùm mình 50 khoai luôn. Quá trời đẹp luôn mấy bà ơi. Dễ thương ha. Được chưa? Chắc da cá. Gì vậy ha? Em mời lớn. Chốt quần bấm quần luôn cho mình đi bạn. Quần. Chiếc chiếc 50 là gì ta? Nãy chốt cái nãy phải không? Có chốt quần này không vậy con? Chốt quần bấm quần luôn chị ha. Có chốt quần thì bấm quần chị ha. Rồi đầm ngủ này mà ơi, chất hơi bị đẹp luôn. Con này hơi bị đẹp luôn. Sao luôn nhớ bạn nè. Trời ơi con này chất đẹp quá trời đẹp luôn. 60 khoai. Siêu đẹp luôn. 60 khoai giùm mình nha. 60 đầm ngủ. Ngủ 60 ha. Nguyên bộ này size L, XL trở lên hả chứ mình nha bạn. Rồi L, XL mà ok nha, quần túi luôn. Nguyên bộ chốt luôn cho mình 70. Con này chất rất là đẹp luôn, nặng nề 70. Con ơi con đừng đứng này chỗ đó chơi té chết con ơi. Rồi cái bộ này quá trời dễ thương luôn rồi. 40 cho tới 60kg nè. Lên luôn cho mình 50 khoai. 50 khoai luôn. 40 cho tới 60kg ha. Bộ chốt bộ 50. 70 size gì? Resize. 70 size resize mặc cho tới 70kg luôn. Thoải mái. Quần rinh hết quần rinh rồi chị ơi. À, ok bạn Trang Trương. Rinh chờ vô Tết đi bạn. Ồ qua Tết. Kho nó mở cửa làm việc lại rồi mới có nữa nha. Cam Trương 50. Rồi con này u mì luôn mấy bà ơi. U mì hàng L luôn cho mình. Size L nha, chắc u mì nè. Đó. Xuyên quán như vậy. Gần tới đầu gói nha. Lên luôn cho mình nè 50 luôn. Trời ơi, chất u mì nó rất là đẹp. Bạn nào mặc size L nên chốt nha. Đẹp cực kỳ luôn. Dày dặn luôn. Rồi là đẩy túi ok. Ủa mà 70 là gì vậy mấy bà? Quên mẹ nó rồi, đâu nhớ đâu. Ê 70 là gì vậy? Chị quên mất mẹ rồi. 70 là gì vậy cưng? À cái bộ hả? À cái bộ đúng không? Bộ này đúng không? Bộ xám nè. Bộ xám này sẽ lớn mà. Sao mà không vô này bự luôn á. LXL mà ok luôn. À. Chất tâm lạnh mà hàng loại dày á. Nè. Thun tâm lạnh nhưng mà hàng loại dày nó mắc rự luôn. Áo kèm quần luôn. Chắc này nó mắc rủi luôn, phải bộ này không ta? Đúng rồi, rồi chính xác bộ này luôn. L, XL thoải mái này, mấy bạn mặc tới 70kg thoải mái luôn giùm mình. Tới 8 chốc 8, 70. 8 chốc 8. Rồi, lên mã tặng 10 giùm mình.
áo lưới giùm mình ha, siêu đẹp luôn, lên mã tặng 10 giùm mình SML. Lấy áo lưới, chốt áo lưới giùm mình ha, mã tặng 10. Chửi chửi nó chứ nó rời nó đi xuống dưới cái là